Giống như Thu Thảo, 2018 cũng là một năm khá thành công với vận động viên bóng bàn Nguyễn Thị Nga khi cô giành hai chức vô địch giải báo nhân dân và giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc. Không những vậy, trước khi 2018 khép lại, nữ vận động viên sinh năm 1994 này đã quyết định lên xe hoa cùng chú rể Nguyễn Viết Huy, cựu trung vệ của đội U19 Hà Nội. Cuộc sống của hoa khôi bóng bàn từ đó đã thay đổi khá nhiều và Tết Kỷ Hợi năm nay cũng trở nên đặc biệt hơn. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ của Nguyễn Thị Nga sau khi cô lập gia đình. Trước đây em từng là vận động viên thì những cái việc mà như là mua đá mua quất thì bố em sẽ là người lo những việc đó. Sau khi em nghỉ thì em cũng có đi vài lần với bố, nhưng hôm nay thì có thêm vợ thì chiều nay hai vợ chồng có đi qua chợ hoa và mua cho mình một hạt cây quất. Lần đầu tiên mình về nhà chồng cảm giác thế là cũng bồi hồi ấy. Mình cũng không biết là mình sắm cái gì, mình làm cái gì, mình chuẩn bị như thế nào. Nhưng mà rất là may là bố mẹ chồng em cũng rất là tâm lý, cũng biết là con là theo vận động viên nên là cũng có thiếu nhiều những cái mà mình chưa biết, là bố mẹ cũng chỉ bảo ấy. Em đã từng là vận động viên nên là em hiểu được là vợ em không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Vợ em thường có những chuyến tập huấn dài ngày, nhưng mà em hiểu đấy là công việc và ngoài ra nó còn đam mê của vợ nữa nên là nó không phải là vấn đề gì quá lớn. Về nhà chồng cũng có cuộc sống thay đổi, nhưng mà chồng em là cũng cố gắng sắp xếp thời gian để trước Tết về thăm bố mẹ, rồi sau đó sẽ quay trở lại Hà Nội và qua Tết lại về thăm bố mẹ để chúc Tết bố mẹ và gia đình họ hàng bên ngoại.